Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tuổi trẻ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm phù hợp gắn với những công trình, phần việc cụ thể. Qua đó phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên, những năm qua, huyện đoàn Buôn Đôn đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo gương Bác. Hàng năm, Ban Thường vụ huyện đoàn đều xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều đổi mới về nội dung, phong phú về hình thức. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tập thể cá nhân điển hình được tuyên dương. Có sự định hướng cụ thể cho đoàn thanh niên, thứ nhất là mình lựa chọn để làm sao đó lựa chọn một cái tiêu chí để mình tập trung vào trong năm 2024 mình làm theo lời Bác á, về cái nhiệm vụ đó, sau đó làm căn cứ đó, thông qua đó thì cuối năm 2024 mình mới đánh giá được. Chứ nếu mà cái nội dung mà không cô đọng và nói tràn lan á, thì chúng ta không thể nào có cái nhìn nhận và đánh giá được. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được huyện đoàn Buôn Đôn triển khai thực hiện thông qua các đợt cao điểm như Mừng Đảng, Mừng Xuân, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tổ chức chương trình Về Nguồn đã có nhiều công trình, phần việc được thực hiện. Sẽ tiếp tục tận dụng những cái sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như rằng đoàn cấp trên để hỗ trợ các cái nguồn vốn cũng như là hỗ trợ về cây giống, các cái loại cây hoa để phát triển hơn các cái tuyến đường cây xanh để tạo một môi trường xanh sạch đẹp để cho bà con phấn khởi tham gia các cái hoạt động tại địa phương như thể dục thể thao hay là văn hóa văn nghệ, đi bộ, các cái tuyến đường đi bộ. Nhằm đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, huyện đoàn Buôn Đôn đã thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo nhằm tập hợp những thanh niên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn trong khởi nghiệp để tương trợ nhau sản xuất kinh doanh. Sau hơn 3 năm thành lập, câu lạc bộ đã có bước phát triển, trở thành cầu nối thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của thanh niên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì mỗi thanh niên chủ động về mặt kinh tế, sử dụng tối đa cái khoảng thời gian của mình vào cái việc là vừa công tác trong nhà nước và vừa có thể là tự phát triển kinh tế của bản thân. Cái showroom này nổi lên, cái sản phẩm được trưng bày ở đây thì tất cả các cái thanh niên đang công tác ở trong nhà nước cũng có thể là tham gia và sản xuất. Trong năm nay á thì cũng có định hướng là thực hiện cái việc mà làm theo lời Bác á, theo từng cái chuyên đề cụ thể vào cái mục đích, ví dụ như là tăng cường về sức khỏe, rèn luyện về sức khỏe thân thể, thì nội dung đó cũng là một cái học tập làm theo lời Bác, rồi gắn với cái nhiệm vụ và tham gia các hoạt động phong trào của địa phương, rồi tham gia về cái phát triển kinh tế. Từ các hoạt động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo môi trường để thanh niên trên địa bàn huyện Buôn Đôn được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào của địa phương phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.